Chai này hơi rắc rối một chút xíu, nhưng mà về cơ bản thì nó sẽ tốt cho làn da của mọi người vì nó không có cồn lẫn không có hương liệu, mà mình không thấy cái hệ bảo quản ở trong này luôn, chứng tỏ là cái chiết xuất chàm trà nó phải tự mang cái đặc tính bảo quản, vì vậy nó rất là nhẹ dịu cho làn da. Thần kỳ, amazing. Mình thấy như thế này nó rất là ổn, mỗi lần các bạn lấy ra đúng một lượng cho da mặt của các bạn cần. Và như thế này nó cũng rất vệ sinh luôn, kiểu vi khuẩn nó không thể nào xâm nhập vô trong này được hết. Nói sơ qua về cái ampoule này nha, thì nó có 82,9% chiết xuất nước từ lá của cây chàm trà, kháng viêm luôn. Và cái ampoule này thì nó sẽ mang đặc tính làm dịu nhiều hơn, tại vì nó có thêm 1% B5 nữa. Còn có chiết xuất của vỏ cây liễu trắng là BHA tự nhiên, nó ở 0,35%, nó sẽ giúp bạc sừng cho làn da của các bạn. Nói chung là ổn, ok. Ở trong này mình thấy trà xanh nè, rau má, thì cái thành phần này sẽ làm dịu cho làn da, không cồn, không hương liệu. Bây giờ mình sẽ xài cho mọi người xem cái kết cấu của nó khi nó thấm ở trên da nó sẽ như thế nào nha. Như mọi người đã thấy, mình bơm một lượng tương đối nhiều, gần nửa ống luôn, và cái độ thấm của nó vẫn rất ổn, thấm rất là nhanh. Bên cạnh đó, cái mùi chàm trà thì nó chỉ thoang thoảng thôi. Và quan trọng là gì? Sản phẩm không chứa cả cồn lẫn hương liệu. Thì cái mùi này nó đến từ cái mùi của 82,9% nước từ lá của cây chàm trà. Ok, tiếp theo là nói về cái hiệu quả của sản phẩm, cái đặc tính làm dịu và cái đặc tính kháng viêm của nó. Thì nó không quá nhanh như một số cái sản phẩm mà trước nồng độ active siêu cao khác ở trên thị trường, nhưng mà nó là chậm rãi, nó ổn và nó vừa đủ để không gây breakout hay là không gây kích ứng cho làn da của mọi người.